lời Chúa trong Kinh Thánh, để đời sống của chúng con hiểu biết về Chúa nhiều hơn, và mỗi ngày chúng con càng hiểu lời Chúa, hầu cho chúng con không đi sai trật đường lối của Ngài, mà lúc nào cũng sẵn sàng bước theo con đường chính đáng mà Chúa đã vạch ra cho chúng con. Bây giờ đã vào tháng 12, chúng con sẽ kỷ niệm về chính Chúa Giêsu giáng sinh. Chúa Giêsu đã được sức dầu làm Chúa, làm vua trên trần thế này. Chúa Giêsu cũng đã được sức dầu để làm đấng cứu thế của nhân loại, và chính Chúa Giêsu sẽ cai trị nhân loại trần trên trần thế này. Lạy Chúa, lời Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng con biết rằng trong mùa Giáng sinh thì các thiên sứ đã bày tỏ cho các bọn chăn chiên thức canh bày chiên ở ngoài đồng biết rằng hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một thống cứu thế là Christ, là Chúa. Các ngươi hãy đến tìm và thờ lại Ngài. Không những thiên sứ đã bày tỏ cho các người chăn chiên là thành phần nghèo hèn trong xã hội, nhưng các bác sĩ là những người học sức sâu rộng. Khi nhìn ánh sao xuất hiện thì họ biết rằng hài nhi Giêsu đã được sanh ra tại Bethlehem. Họ nhìn theo ngôi sao đã xuất hiện và họ lầm bước theo ngôi sao đó. Đến khi ngôi sao dừng bước thì họ biết rằng đây là chỗ mà Chúa Giêsu đã giáng sinh. Vậy thì các nhà thông thái này đã đến chỗ và họ tìm đến chỗ Chúa Giêsu đã sanh ra, và họ đã dâng gì cho Chúa? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng họ đã dâng vàng, nhũ hương và mật dược, là những vật quý giá thời bấy giờ. Và khi Herod được tin là Chúa Giêsu sanh ra, ông sợ rằng Chúa Giêsu sẽ chiếm ngôi của mình nên đã tìm cách tiêu diệt các con trẻ dưới 2 tuổi đã được sanh ra. Vì vậy, thiên sứ đã báo cho Joseph và Mary biết rằng ông bà phải trốn qua Ai Cập trong một thời gian. Và với những củ quý đó, vàng, nhũ hương, mật dược đó, thì Marie Joseph đã có thể lấn qua Ai Cập trong một thời gian. Và khi Herod đã từ trần thì thiên sứ lại báo cho Marie Joseph biết để trở về quê hương xứ sở của mình. Trải qua một thời gian dài, Chúa Giêsu đã sống trên đất trong hơn 30 năm, nhưng Ngài chỉ cần làm việc có 3 năm với 12 sứ đồ của Ngài, thì 12 sứ đồ này đã để lại một thành tích thật là vĩ đại. Đạo của Chúa đã lan tràn ra khắp mọi nơi trên thế giới, và đến ngày hôm nay thì đạo của Chúa vẫn tiếp tục lan tràn, và Chúa hứa rằng Ngài sẽ đến. Ngài sẽ đến.
không phải như một em bé nằm trong bản cỏ, mà Ngài sẽ đến với uy quyền. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, xin Ngài ở cùng chúng con, ban phước cho hội thánh chúng con có tấm lòng biết ơn Ngài, có tấm lòng biết phục vụ Chúa, biết hy sinh đời sống của mình ra đi để làm chứng về Chúa cho đồng bào của chúng con, là những người mà chúng con đã gặp thường ngày. Xin Chúa chúc phước trên tất cả các tôi con của Ngài hay nay này, để tôi con của Ngài có thể làm công việc đó một cách hăng say và đạt đến kết quả. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.